Bạn ơi hãy nắm tay và nghe tôi kể này, một nơi với những câu chuyện của trái tim. Đặt vào đó thân yêu ước mơ, thật nhiều ước muốn hy vọng. Tình yêu đẹp tươi sẽ cho ta niềm tin. Cùng bạn tôi đến gieo mầm xanh, tỏa bóng mát tâm. Con ruồi ngu ngốc. Trong một nhà kho cũ, có một con ruồi to lớn. Nó lớn hơn rất nhiều so với đồng loại. Nhìn nó thì chẳng khác gì một con ong hung dữ. Ruồi lấy làm hãnh diện lắm. Nó hay ăn hiếp các con ruồi khác rồi buông lời chế giễu. Coi các ngươi kìa, vừa bé mọn vừa yếu ớt, thiệt thảm hại. Ruồi lớn lao vào cắn xé, dùng toàn bộ thân người đậu trên lưng những chú ruồi bé hơn, khiến cho chúng không thể bay được nữa, lao xuống đất, toát cả đầu, xước cả cánh. Ruồi lớn kịp vọt bay lên, rồi cười trong hả hê và ngạo mạn. Càng ngày, nó càng nghĩ ra nhiều trò quậy phá, khiến cho những chú ruồi khác sợ hãi và lẩn tránh. Những chú ruồi đáng thương cáo nhau. Tránh đi mau, ruồi khổng lồ sắp tới rồi đó. Nếu đi đâu, hãy đi vào sáng sớm, lúc đó ruồi khổng lồ còn mãi ngủ. Không biết từ đâu ra cái giống trời đánh đó, thiệt là oan nghiệt. Nhưng nếu đang bay vô tình chạm mặt, ngay lập tức các con phải bay thấp xuống trước khi hắn đậu trên lưng và đè chúng ta lao xuống tan xác nha. Phải có cách nào chứ hả? Chẳng lẽ chúng ta phải chịu đựng thế này mãi sao? Giọng bắt ruồi cái cất lên buồn bã, nhưng cũng như mọi lần, chẳng ai có ý kiến hay phương cách nào cả. Tất cả lại im lặng. Ruồi khổng lồ quá to và hung dữ, mà họ hàng nhà ruồi thì không bao giờ được giết hại nhau. Đó là thỏa ước, không ai được xâm phạm. Ruồi khổng lồ vì thế mà ngày càng quên quang, chẳng coi ai ra gì. Nhưng mọi người càng ngày càng lẩn tránh, những trò nghịch, ăn hiếp đồng loại cũng không còn hứng thú nữa. Không thể ở cái nơi buồn tẻ này hoài với lũ ruồi bé mọn. Ta phải khám phá thế giới ngoài kia. Nè cậu bé to xác, hãy sống trong địa phận của mình. Ngoài kia rất nhiều nguy hiểm, không phải là chỗ đùa vui được đâu. Ruồi khổng lồ lao ra ngoài, ánh sáng chói chang và gió thổi mạnh khiến cậu chao đảo và ngỡ ngàng. Nhưng chỉ một lúc, nó đã lấy lại được thăng bằng và bắt đầu quan sát xung quanh. Phía trên là ngôi nhà lớn, tiếng người lớn trẻ con nói chuyện, chó mèo nằm sưởi nắng trên sân, rất là nhộn nhịp. Ruồi khổng lồ bay lên nhà trên, thấy mâm cơm nghi ngút, các đồ ăn bày trên dĩa la liệt. Nó thích quá, sà ngay xuống món thịt bò hầm thơm phức. Chà, mới ngon ngọt làm sao, ta chưa từng ăn món nào ngon thế. Ruồi tha hồ liếm láp, bỗng một bóng đen phủ xuống dĩa thức ăn, ruồi ta giật mình bay vút đi. Thì ra đó là bàn tay của bà chủ nhà đuổi cậu đi. Bà ta đánh trượt thì la lối cậu con trai đang ngồi bên mâm cơm. Ngồi đó mà không đuổi con ruồi bẩn thỉu đó đi à? Thế là phí mất dĩa thức ăn rồi. Sao đâu ra con ruồi to thế? Không cẩn thận rồi gieo mầm bệnh khắp nơi. Ruồi chứng kiến thì lấy làm ngạc nhiên, không hiểu sao con người lại đổ thức ăn đi khi nó đậu vào. Nó rình lúc mọi người không để ý, rồi tiếp tục xà xuống tô súp ở giữa bàn. Món này cũng rất ngon. Nó khoan khoái thưởng thức và không quên đảo đôi mắt của mình quan sát khắp nơi. Một cử động nhỏ của người đàn ông cũng khiến nó cảnh giác. Nó bay vút lên cao. Thế là lại mất tô súp rồi. Ta phải đánh chết con ruồi này. Người đàn ông cầm lấy chiếc quạt rồi đuổi theo con ruồi vụt tới tấp. Nhưng chẳng bao giờ chạm tới con ruồi cả. Nó chỉ khẽ nghiêng mình là tránh được. Tuy nhiên, để trêu ngươi, nó cứ lởn vởn bay xung quanh. Loài người chậm chạp, làm sao mà chạm vào ta được? Người đàn ông mãi đuổi theo con ruồi mà không để ý, va vào cái bình làm nó đổ và bể ra. Ông cũng té sỏng xoài nằm rên rỉ trên nền nhà.
Ôi đau quá, sao lại có con ruồi to đáng ghét ở đâu ra thế này? Ruồi thích chí nhìn khung cảnh hỗn loạn do nó vừa gây ra. Nó dương dương tự đắc rồi bay đi, trêu chọc hết chó lại đến mèo. Chẳng con nào có thể vồ được nó, nên đều chọn cách là quay đi, chui vào một chỗ. Ruồi khoái chí lắm, nó nghĩ rằng ai cũng sợ nó. Nó bay vo ve vòng quanh sân, chợt nhìn thấy bác trâu già đang thủng thẳng nhai cỏ. Nó bay tới, đầu trên mũi, đầu trên đầu, đầu cả vào đống cỏ bác trâu đang nhai. Nhưng kỳ lạ thiệt, bác trâu chẳng thèm để ý đến sự hiện diện của nó, vẫn cuốn cỏ ào ào. Nếu nó không bay lên thì còn bị cuốn vào bụng ấy chứ. Nó thắc mắc, sao ta đậu vào cỏ mà trâu già không bỏ đám cỏ đó đi? Trâu không sợ ta sao? Hay trâu không nhìn thấy? Nó nghĩ thế rồi bay thẳng đến tai trâu và hét lên, nè trâu già, không nhìn thấy ta sao? Ta đang đậu trên thức ăn mà ngươi vẫn tiếp tục ăn hả? Đồ ngu ngốc, ngươi tưởng mọi người sợ ngươi à? Chẳng qua loài người sợ bệnh tật từ con ruồi bẩn thỉu như ngươi mang lại thôi. Chứ ta thì, ngươi đến hay đi, làm gì, ta cũng không bận tâm. Sống làm sao cho phải mang lại ích lợi cho mình và người khác, chứ chỉ gây hại và đến hay đi cũng không làm ai bận tâm, thì thiệt là thảm hại.